Hello, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái con app mới ra nha các bạn. Con app có tên là iMetaFi nhé. Con app này thì các bạn đăng ký thì được miễn phí 2.000 cái đồng coin này. Thì để đăng ký thì các bạn sẽ bấm vào đường link ở phần mô tả. Sau đấy nó sẽ ra cái giao diện như thế này cho các bạn. Con app này đăng ký miễn phí nha các bạn. Nó cũng đơn giản thôi. Khi đăng ký xong thì các bạn có thể vào email của mình để xác minh qua email nhé. Mã mời thì mình gửi trên màn hình hoặc là ở dưới phần mô tả. Cái hàng đầu tiên ấy là các bạn điền email của các bạn vào đấy. Các bạn điền email cái hàng đầu tiên nhé. Xong đấy là các bạn cái hàng thứ hai là các bạn đặt mật khẩu. Mật khẩu các bạn đặt bảo mật càng tốt nhé. Đấy. Còn cái mã giới thiệu thì mình để sẵn đấy rồi. Đấy, thì các bạn điền hết thông tin email và password mật khẩu vào đấy, xong đây các bạn sẽ bấm đăng ký nhé. Đấy, sau khi đăng ký xong thì các bạn sẽ vào email để kích hoạt cái tài khoản của mình. Cái dự án này nó mới ra nha các bạn, thì nó sẽ cần kích hoạt tài khoản. Đây là cái email kích hoạt tài khoản nhé. Các bạn vào email và thấy như thế này thì các bạn sẽ bấm vào đấy, bấm vào cái đường link đấy thì nó sẽ ra cái hiện email verify là được các bạn nhé. Sau khi kích hoạt xong thì các bạn quay lại đăng nhập, thì các bạn điền email và password vào và bấm vào đăng nhập. Đây là cái giao diện trang chủ khi đăng nhập vào cho các bạn. Thì khi đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được 2.000 cái đồng coin. 2.000 đồng coin AMFI đấy. Thì ở đây mình đã có 4.000 đồng coin rồi, do mình giới thiệu được một người nữa thì nó sẽ cho mình 2.000 đồng coin. Thì một người giới thiệu nó sẽ cho người trên 1.000 và người dưới 2.000 khi đăng ký nhé các bạn. Đấy, mình được 4.000 rồi, hiện tại là được 2,4 đô. Cái đồng coin này các bạn chờ nó ra sàn thì nó sẽ cho swap nha các bạn. Các bạn hãy tích cực chia sẻ đi. Giới thiệu mỗi người có được 2.000 đồng coin này. Thì ở đây nó sẽ có các bạn kéo xuống nhé, thì nó sẽ ra cái đường link để các bạn copy để mời bạn bè. Thì ở đây cái app này nó có hai cái đường link nó cân đối các bạn à. Nhưng nó không, không phải một đường link. Để mình giới thiệu sơ qua về con app này thì các bạn có thể, nó có một cái file thì các bạn có thể inbox qua Zalo cho mình để mình gửi cái file đấy về cho các bạn đọc nhé. Nó giới thiệu rất cụ thể công ty và cái dự án này nó có gọi là định hướng của nó. Đây là cái file của nó. Đấy, tên của nó là iMetaFi nha các bạn. Đấy, cho các bạn khi tải về các bạn kéo. Đấy, thì nó giới thiệu iMetaFi là gì, sứ mệnh, tầm nhìn này, và giấy phép hoạt động. Nó sẽ để cho các bạn xem này, về đội ngũ của dev này, có 3 người có tên ở đấy. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Đấy, nó giới thiệu cho các bạn rất chi là cụ thể. Đấy, con app này nó đăng ký ban đầu là hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Đấy, thì các bạn có thể lấy cái file này để xem về xem và tham khảo. Đấy, đấy là đồng coin AMFI token nhé các bạn. Đây là cái phân bổ token của nó. Đây cái lộ trình của cái app. Ở trong app này thì nó có những cái gói khai thác như các bạn đầu tư ấy. Đấy, nó cho các bạn đầu tư trước. Ví dụ như gói 10 đô thời thì lợi nhuận 5% một tháng nha các bạn. Đấy, đến 5.000 đô thì được 10% một tháng thôi, rất là thấp nha các bạn. Nếu mà một tháng được 5% thì quá thấp đúng không? Nó không phải như các cái dự án đa cấp khác là cứ phải 1-2%. Đấy, xong rồi là cái hoa hồng của các bạn này, affiliate là lúc các bạn giới thiệu ấy nó sẽ có ở đây sẵn cho các bạn. Đấy,
max out là 350 nha các bạn. Ủa cái gói ví dụ thế nhận tối đa đấy, max out là được. Ví dụ như là các bạn mua gói 50 đô 10 đô chẳng hạn, max out là được 30 đô thôi các bạn. Đấy, thì các bạn có thể tải cái này về thì các bạn liên hệ mình gửi cho để các bạn tìm hiểu xem thế nào. Đấy. Ở đây là có chương trình bonus này dành cho người giới thiệu và người được giới thiệu này là 2.000 cái đồng coin để thanh khoản các cái trên các sàn điện tử này. Thì sau khi cái nó ăn được giúp hoặc là nó cho swap đấy các bạn, nó sẽ cho thanh khoản từ các cái ví này thì các bạn có thể tham khảo nhé. Đây là cái dự án rất chi là tiềm năng đấy, cơ hội của các bạn là biết được sớm. Thì con app này rất chi là sớm đấy các bạn. Thì văn phòng của nó sẽ khai trương vào 9 tháng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây là cái lộ trình từ 2023 cho đến 2025 26 đấy các bạn. Nói chung là nó phân bổ có lộ trình riêng như hết thế này. Đấy, các bạn có thể xem qua. Đấy, nó có thể list cái đồng coin này trên market cap và này. Đấy, các cái thứ nó sẽ định hướng, nó sẽ lít sàn đấy. Đây các bạn cứ chịu khó cày free đi đấy. Nếu mà ai mà có thêm đầu tư thì có thể đầu tư vào đấy, thêm cho ít đấy, kế hoạch tăng trưởng giá này vân vân đấy. Nói chung là cái giao diện cái giao diện của app này cũng đơn giản đấy. Các bạn dịch đây là cái đồng 4.000 cái đồng coin của mình thấy không? Để giới thiệu thì các bạn copy cái link này đấy, có hai cái link này thì nó link bên trái và link bên phải, các bạn có thể đấy là giới thiệu link nào cũng được. Nói chung là đơn giản, giao diện con này cũng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần nạp tiền vào thôi đấy, nó tự đấy chứ cũng không phải mua gói mua cái gì đấy, nó theo rủi dư đấy. Các bạn muốn mở cái giao diện nhìn ra thì các bạn bấm vào cái góc bên trái màn hình đấy, có dấu ba gạch đấy, các bạn bấm vào để nạp tiền. Thì con này đây là cái nó có các cái dữ liệu ấy, có cái phân bổ cái gói các bạn đấy. Ở dưới cùng là cái phần chi tiết của mình đăng ký này, để các cái hoa hồng lợi nhuận mời để nạp tiền thì các bạn bấm vào cái ví này các bạn. Ở đây thì mình chỉ nạp được USDT BEP20 thôi các bạn, chỉ nạp BEP20 thôi đấy. Thì min nạp là 10 đô la nha các bạn, min rút cũng thế. Các bạn có thể chờ cái dự án này nó lít sàn đấy, nó bảo ở dưới này. Nói chung là đơn giản thế này thôi, thì các bạn quan tâm có thể đăng ký và giới thiệu cho mọi người tham gia. 2.000 đồng coin. App này nó có bảo mật A2 app A nha các bạn. Thì các bạn đăng ký xong thì các bạn vào đây để cài đặt. Nó cũng đơn giản thôi. Các bạn quan tâm thì đăng ký ở link ở phần mô tả nha các bạn. Đấy. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì vào nhóm để biết thêm thông tin về chi tiết về các cái dự án này. Đấy. Mình chuyên các bạn xem video thấy hay thì các bạn có thể like, chia sẻ, bình luận ở dưới phần mô tả cho mình nhé. Đấy, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video review các cái nền tảng khác. Đấy, cái nền còn nền tảng này mình thấy là rất ít tiềm năng đấy, các bạn có thể xem tham khảo. Chứ bây giờ mà cứ thấy mọi người chơi ào ào xong rồi vào thấy là mình FOMO thấy là không được, hầu như mình phải những người đi đầu có lợi nhuận cao cao hay thấp thì mình cũng phải đi đầu. Đấy, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.